giới thiệu vắn tắt về cảnh sát Trần Thư. Quyển sách được cải biên theo sự sắp xếp vụ án mà người viết tự mình tham gia, dẫn bạn khám phá hồ sơ cảnh sát tuyến y ít người biết đến. Cùng nhau vượt qua mấy tỉnh bắt cóc trọng án, đột nhiên liền nệnh tới đồn công an trị an cảnh sát nhân dân Trần Thư trên đầu. Hắn bị ép tiếp nhận án kiện, từ đó bắt đầu hành trình thăm dò án bất thường. Nếu như người thân ở năm tháng an ổn, muốn biết những kia phụ trọng đi về phía trước cố sự như vậy mời đi theo ta, đi vào này hồ sơ giống như chân thật cảnh sát thế giới. Ký kết cảm nghĩ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Xem mười mấy năm trên mạng, cảm nghĩ trên kệ xem không ít, có cảm động, có cố gắng, cũng có thương cảm. Độc nhất chính là chưa từng thấy qua cảm nghĩ ký hợp đồng. Có lẽ là đối với đại đa số tác giả ngoại trừ tôi mà nói, ký hợp đồng bất quá là một chuyện nhỏ nhặt trong lúc giơ tay nhất chân. Bạn hỏi tôi có xấu hổ không? Tôi cảm thấy vẫn có một chút như vậy. Vậy tại sao anh còn viết bài phát biểu ký hợp đồng? Già mồm cải láo. Tôi gãi đầu, thành thật nói. Bởi vì tôi muốn cảm ơn một số người. Cảm ơn những người này đã vớt tôi từ dưới nước lên trong lúc tôi đơn máy bay 14 vạn chữ, tự mình cảm động, tự mình trầm luân. Để cho tôi cảm nhận được có thể hít sâu một hơi không khí trong lành là hạnh phúc và may mắn như thế nào ký hợp đồng chỉ là bắt đầu, phía sau cách lên bờ còn rất lâu rất lâu, nhưng tôi sẽ tiếp tục kiên trì. Cảm ơn mọi người. Xếp hạng trước sau. Cô giáo Tiểu Bắc, cô giáo Dư Chi Nhạc, Phùng Nghĩa Thiên Nhai, 3 năm liên nhiệm ủy viên y tế, Trần Lập Ngôn Nho Nhỏ, Hiệp sĩ Cờ Bạc Tây Nam, Eric, tiên nữ ăn đáng yêu lớn lên, thanh xuân không tiếng động, ít nói, super nhạc, hàng quả khanh, nguyệt trung ảnh hát, con đường thú vị cuối cùng cũng cảm ơn chính mình vẫn kiên trì. Lời bài hát TSAB In The Bắc Bắc 2022 năm 25 Chương 1 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đầu hè, trước buổi trưa Ký túc xá đồn công an Trung Sơn, phân cục chính minh, cục công an thành phố Đông Châu Tích 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 Tiếng chuông di động đột ngột vang lên, Trần Thư đang nằm trên giường ngủ mở to hai mắt anh đưa tay sờ điện thoại di động trên tủ đầu giường, mở to mắt quét màn hình một chút. Hả? Ngày hôm qua trực ban nửa đêm tới hai người say rượu đánh nhau, bận rộn cả đêm, sáng nay vừa giao nhận xong, chuẩn bị ngủ buồn một giấc. Sao từng dậy lại gọi điện thoại tới? Không phải là xảy ra chuyện gì chứ? Anh nghi hoặc nghĩ, nhận điện thoại. Tăng giáo, tên thật là Tăng Hoành, 51 tuổi, giáo viên hướng dẫn đồn công an Trung Sơn, cấp chính cổ phần, lãnh đạo trực ban hôm nay. Này! Tăng giáo, có chuyện gì? Chúng tôi vừa nhận được báo án, nói là vợ mình bị bắt cóc. Tiểu mã đã qua đón người, đại khái trong vòng 20 phút có thể đưa người về sở, anh tới văn phòng tôi một chút. Ừ, được. Tôi sẽ qua ngay. Trần Thư chuẩn bị cúp điện thoại, Linh cơ khẽ động, cẩn thận hỏi. Lúc Mã Minh đi đón người là lái xe, mặc thường phục phải không? xuống tiểu tử ngươi có thể những chuyện này còn cần ngươi nói mau tới đây để điện thoại xuống trần thương ngồi dậy giơ tay phải lên gõ lên ván giường mập mạp rời giường đi ra ngoài làm việc tấm giường phía trên vẫn không nhúc nhích tiếng ngáy vẫn không ngừng tối hôm qua hai người say rượu điên cuồng kia cuối cùng đều là mập mạp từng bước từng bước áp chế hắn phỏng chừng cũng là mệt mỏi quá sức Trần Thư Thoáng dùng sức lại gõ hai cái. Tôi đi trước, cậu ngủ thêm một lát nữa thì rời giường đi đại sảnh trực ban chờ tôi. Ừm. Giường trên truyền đến tiếng tấm ván gỗ xèo xèo khi Mập Mạp xoay người, lập tức lại không có âm thanh. Mấy phút đồng hồ thời gian, Trần Thư từ trong tủ quần áo lấy ra sạch sẽ một bộ cảnh phục, ăn mặc chỉnh tề. Hắn nhìn thoáng qua Mập Mạp vẫn ngủ say như cũ ở giường trên, cười lắc đầu, cầm lấy đồng hồ báo thức nhỏ trên tủ đầu giường đặt thời gian lên bàn cách giường hơi xa một chút, liền mở cửa rời đi. Lầu 3 văn phòng đồn công an Trung Sơn, văn phòng giáo viên hướng dẫn. Trần Thư Đoan chính ngồi ở trên ghế, đưa tay cầm lấy chén trà bốc khói trắng trước mắt, đem nước trà bên trong uống một hơi cạn sạch. Nâng cao tinh thần hiệu quả không tệ. Ngươi không sợ nóng. Tăng Hoành có chút nghẹn lòng, cố sức pha trà, cứ như vậy bị hắn một ngụm làm khô không chú ý, Trần Thư đặt chén trà xuống, lau miệng, cười trả lời. Nào có uống trà như vậy, đây chính là phúc tỉnh bên kia lão bạch trà. Tăng Hoành có chút đau lòng, nhìn không được thuyết giáo nói. Trần Thư gật đầu li lịa, vẻ mặt nghiêm túc. Tăng giáo chỉ đạo có phương pháp, nói đúng. Tăng Hoành bị chọc cười như vậy, tâm trạng bị đè nén bởi vụ bắt cóc dường như khá hơn một chút. Hắn nâng chén trà lên, nhấp một ngụm, trầm giọng nói tối hôm qua cậu vừa trực đêm cả đêm không ngủ vốn tôi cũng không muốn gọi cậu dậy nhưng tôi đoán vụ án này không đơn giản cậu cứ vất vả một chút gánh vụ án này lên đi mấy năm nay phần lớn vụ án hình sự ở trung sơn sở đều do trần thư chủ trì bao gồm cả những vụ án hành chính trị an lớn nhỏ thường ngày chỉ cần qua tay hắn sẽ không có vụ án nào không phá án trần thư sờ cầm như có điều suy nghĩ tăng giáo nếu là giam giữ phi pháp tôi không thành vấn đề nếu thật sự là án bắt cóc mà người báo án nói tôi đề nghị chuyển giao cho hình đại tăng hoành gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý tôi bảo tiểu vương ở phòng trực ban chào hỏi phòng trực ban hình đại trước cậu và tiểu lý đi ghi chép lại câu hỏi đầu tiên của người báo án chúng ta xem tình huống một chút rồi quyết định ừ lát nữa tôi cũng sẽ đến phòng quan sát bên cạnh được tôi đoán người báo án cũng đến sở rồi tôi xuống ngay đây trần thư đứng lên đem chén trà mình vừa uống xong nhẹ nhàng đặt ở trên bàn trà trà ngon đồn công an trung sơn đại sảnh trực ban đại sảnh trực ban lầu một đồn công an đã không còn ồn ào như ngày xưa mặc dù người đến người đi nhỏ giọng nhỏ nhẹ cũng không che giấu được bầu không khí ngưng trọng trong đại sảnh thỉnh thoảng chuông điện thoại chói tai vang lên cũng ở tiếng đầu tiên liền hoàn toàn dừng lại các cảnh sát lui tới tựa hồ cũng có thể nhận thấy được trong đại sảnh không giống ngày xưa nghiêm túc, không khỏi chậm lại cước bộ, mở to hai mắt quan sát bốn phía. Mà điểm tập trung cuối cùng của mọi người, tập trung ở phía sau quầy tiếp tân đón cảnh sát. Phòng thẩm vấn trong cùng Trần Thư nghiêng đầu hỏi ngồi ở bên cạnh một vị cực kỳ trẻ tuổi cảnh sát nhân dân. Triều Dương, ngươi thấy thế nào? Người đàn ông trẻ tên Triều Dương là cảnh sát tốt nghiệp viện cảnh sát tỉnh với Trần Thư làm việc tại nhóm tấn công trị an đồn công an Trung Sơn, Lý Triều Dương. Lý Triều Dương xanh mặt. Sư Huynh, em cảm thấy là bắt cóc. Trần Thư liếc qua ghi chép bên trên bị hỏi tên họ người, cầm lấy trên bàn một trương nữ tính bán thân ảnh, mở miệng xác minh vụ án. Triệu Hổ, nói một chút, cụ thể là tình huống gì? Người phụ nữ trong ảnh gần 40 tuổi, mắt to, mặt trứng vịt, tóc uống xoăn, hai bên lỗ tai đeo một đôi bông tai ché nộ trước ngực đeo một sợi dây chuyền bảo bối, trên người mặc áo khoác in đầy logo xa xỉ, thân thể thấp bé gầy yếu, đối lập tươi sáng với khí chất phú quý đầy người. Mà triệu hổ nhân cũng như tên, hình thể rộng rãi khỏe mạnh, nhưng tư thế ngồi không vững, nghiêng tới xoay lui. Hơn nữa ánh mắt phiêu hốt bất định, nói chuyện đứt đoạn tục tục, nửa ngày mới ném ra một câu, sắc mặt lúc sáng lúc tối, nhìn qua một bộ băng khoăn rất nhiều. Hắn ngồi ở hai gã cao lớn khôi ngô cảnh sát trước mặt, thân hình khổng lồ lõm vào trong ghế lớn, tìm thư uyển www.giaosusun.com tại phòng hỏi ánh đèn tái nhật bắn thẳng xuống, hơi hơi nghiêng đầu một cái, nhớ lại nói. Nửa đêm hôm qua đại khái hơn một giờ, a à, à, cũng có thể hơn hai giờ, tôi ở bên ngoài cùng bạn bè uống rượu xong về đến nhà, phát hiện vợ tôi không ở nhà, gọi điện thoại qua cũng tắt máy. Nhưng cũng có thể ở nhà, chẳng qua ngủ ở phòng khách phỏng chừng sợ tôi về nhà muộn ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của cô ấy. Triệu hổ nói liên tục, sau đó đột nhiên ngừng một chút, lèn lén liếc cảnh sát, phát hiện hắn cũng không có truy vấn, liền vội vàng nói tiếp. Nửa đêm canh ba, ta cũng lười miệt mài nghiên cứu, hơn nữa đặc biệt muốn trở về phòng ngủ ngủ. Phía sau cũng muốn gọi điện thoại cho lão bà của ta, hoặc là đi cách vách phòng khách nhìn xem, nhưng là tối hôm qua quả thật uống quá nhiều rượu, mơ mơ hồ hồ mà ngủ thiếp đi. Một lần cuối cùng liên lạc với vợ của ngươi, hoặc là nhìn thấy vợ của ngươi là khi nào? Hơn 4 giờ chiều hôm qua có liên lạc một lần, hẳn là. Triệu Hổ vừa nói vừa lấy điện thoại di động của mình ra, kiểm tra lịch sử cuộc gọi, "Ừ, là 5 giờ kém 10 phút, cô ấy gọi tới, hỏi tôi có về nhà ăn cơm hay không." Tôi nói đang cùng bạn bè uống rượu, sẽ không về nhà ăn nữa. Sau đó cô ấy nói với tôi lát nữa cô ấy cũng muốn ra ngoài đi dạo sau đó tôi vẫn không liên lạc được với vợ tôi. Trần Thư nhắm thẳng vào vấn đề cốt lõi. Vì sao anh nói là có người bắt cóc vợ anh? Khoảng 10 giờ sáng nay tôi nhận được điện thoại của bọn bắt cóc, hắn nói cho tôi biết, vợ tôi đang ở trong tay bọn họ. Bảo tôi trong vòng 2 ngày chuẩn bị 10 triệu tiền chuột, những chuyện khác đến thời gian sẽ liên lạc lại với tôi. Triệu hổ vừa dứt lời, trong lòng Trần Thư lập bột một chút tước đoạt tự do cá nhân của người khác không phải là nợ nần, không phải là tranh chấp kinh tế. Xem ra là một vụ bắt cóc. Trần Thư hướng tới phòng hỏi thăm Trần nhà chỗ gốc, nối liền sát vách phòng quan sát máy theo dõi, khẽ gật đầu. Chương 2 Hình lớn người tới Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Trần Thư cầm bản ghi chép in ra đi tới phòng quan sát sát vách phòng thẩm vấn. Hắn đưa bản ghi chép cho Tăng Hoành, trầm giọng nói, tàng giáo hẳn là vụ bắt cóc nhà con tin rất có tiền phỏng chừng bọn bắt cóc cũng nhìn chằm chằm một thời gian mới hạ thủ tăng hoành tiếp nhận ghi chép đặt sang một bên lộ ra vẻ ngưng trọng tiền chuộc 10 triệu bọn bắt cóc này khẩu vị rất lớn tuần trước bên huyện thương bắc có một nữ cảnh sát chết cũng bị bắt cóc lúc này mới vài ngày chúng ta lại xảy ra một vụ án bắt cóc anh dừng lại một chút ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn bổ sung Em qua đó tiếp tục hỏi, anh sẽ gọi điện thoại cho nhâm đại của hình đại. Trần Thư gật gật đầu lui ra ngoài. Anh trở lại phòng thẩm vấn, nhìn phần mềm ghi chép trên máy tính biểu hiện thời gian đã hỏi, lại nhìn lướt qua nội dung ghi chép mật thiết, trong lòng đại khái có một chút so đo. Nếu như xác định là bắt cóc án, như vậy lúc này khoảng cách con tin bị trói dài nhất đã qua gần 20 giờ, trong khoảng thời gian này cũng đủ bọn bắt cóc đem con tin mang hướng thành thị bất kỳ một cốc nào trần thư gõ gõ mặt bạn sắc mặt nghiêm túc anh có biết tối qua vợ anh chuẩn bị đi đâu không không biết nhưng mỗi lần tôi ra ngoài xã giao cô ấy cũng đi chơi về phần đi đâu lần này cô ấy không nói với tôi triệu hổ nghĩ nghĩ nói sáng nay tôi còn liên lạc với mấy người bạn thân thường xuyên chơi cùng cô ấy các cô ấy cũng không biết tối qua lúc vợ anh ra ngoài là lái xe hay là lái xe không rõ lắm nhưng bình thường đều lái xe ra ngoài có thể xác định mấy giờ vợ anh ra khỏi cửa không không biết có thể đêm đó vợ anh ở nhà sau đó ban ngày ra cửa không biết không xong khoảng cách thời gian gây án hơi lớn nghe đến đó trần thư chợt cảm thấy thời gian cấp bách trong lòng âm thầm sốt ruột ngồi bên cạnh trần thư cảnh sát nhân dân lý triều dương dùng máy tính ghi chép từng câu từng chữ đưa qua một phần tư liệu nói sư huynh đây là bản ghi chép báo án hiện trường của Mã Minh, anh xem một chút. Trần Thư tiếp nhận bản ghi chép báo án hiện trường, nhìn lướt qua, chỉ thấy mặt trên viết rõ ràng tin tức người báo án, hình dáng đặc thù của con tin bị bắt cóc, thời gian triệu hổ nhận được điện thoại của bọn bắt cóc, số điện thoại hai bên, nội dung nói chuyện, bao gồm một ít chi tiết cũng đều nhất nhất ghi chép lại vụ án. Xe của vợ người báo án đổ ở chỗ đầu xe ven đường gần đó, bị người ta dùng bút vẽ sơ qua hai vòng, bên cạnh còn kèm theo một tấm ảnh màu chụp được cốc cốc tìm được một điểm liên lạc mà triệu hổ trần thuật trần thư cầm lấy ghi chép trên bản màu ảnh chính diện hướng về phía triệu hổ hỏi xe này là ngươi dừng hay là lão bà của ngươi dừng triệu hổ híp mắt nhìn thoáng một phát là lão bà của ta dừng đấy chúng ta tiểu khu chỗ đậu xe rất ít bình thường chúng ta đều là đem xe dừng bên ngoài trên đường đấy cái này bên cạnh chính là bò biết tết quán lại đi về phía trước vài bước liền đến chúng ta tiểu khu rồi mã minh tiếp cảnh sát không hổ là một vị lão đồng chí sau khi xử lý hiện trường bình thường phát hiện trọng điểm điểm đáng ngờ sau đó không lộ dấu vết biểu đạt suy nghĩ của mình thời gian không đợi người hiện tại đã đại khái hiểu rõ tình tiết vụ án bước đầu xác định địa điểm xảy ra vụ án đại khái sẽ ở đoạn đường nhà triệu hổ đến lamborghini dừng xe này triệu hổ nói chuyện kéo dài tính cách do dự vụ án trên người hắn có lẽ còn có thể lại đào ra một ít tin tức không nhiều lắm nhưng phải tốn một ít thời gian phải tranh thủ thời gian đến hiện trường thăm dò một chút tra thang máy hoặc giám sát tòa nhà xác định thời gian xảy ra vụ án cụ thể trần thư âm thầm quyết định sau khi suy nghĩ một phen hắn tiện tay một chút ghi chép in cầm lấy giấy ghi chép đã in xong bản ghi chép báo án hiện trường cùng ảnh chụp lưu yến chỉ chỉ triệu hổ sau đó đi ra ngoài triều dương kế tiếp giao cho cậu tất cả đều làm theo trình tự tiếp tục hỏi những gì cần hỏi sau khi kết thúc uy chát gửi cho tôi một bản ghi chép điện tử đúng rồi gửi thêm mấy tấm ảnh cuộc sống của lưu yến chuẩn bị xong rồi đưa cậu ta đến hiện trường vụ án hiện trường vụ án ở đâu lý triều dương nâng khuôn mặt vẫn chôn trước máy tính lên vẻ mặt nghi hoặc gần nhà hắn chỗ đậu xe ven đường khu dân cư cỡ lớn, vừa đi đã không có, không có khả năng chờ ngươi dừng lại, đặc biệt là buổi tối. Trần Thư giải thích xong liền đi ra phòng hỏi thăm, câu tiếp theo như là đối với mình thì thào nhỏ nhẹ. Trừ phi cô ấy tạm thời quyết định gọi đi. Bất kể thế nào, phải đến hiện trường xác định một chút. Anh vừa đi vừa cân nhắc tin tức liên quan trên bản ghi chép, không khéo bị một cảnh sát già trốn ở ngoài cửa ngăn cản. Lão cảnh sát tóc đã 50, ánh mắt tuy rằng sắc bén có thần, nhưng vẫn có thể cảm nhận được dấu vết nhẹ nhẹ năm tháng lưu lại cho hắn. Thân thể hơi còng xuống mơ hồ còn có thể nhìn thấy khôi ngô cùng thẳng tắp năm xưa, cảnh phục trên người tuy rằng vẫn tàn lam như trước, nhưng liếc mắt một cái đã thấy phím bạch, tẩy phím bạch. Trần Thư nhìn thấy vị cảnh sát già trước mắt này, trong lòng tò mò người của hình đại sao lại chạy tới nhanh như vậy, hơn nữa còn là người đứng đầu trực tiếp tới. Vụ án này chắc chắn không đơn giản. Trần Thư trong lòng nghĩ. Có lẽ là nhìn thấu nghi hoặc trong lòng Trần Thư, nhâm đại đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn, cười ha hả nói. Lúc bàn trực ban các anh liên lạc với chúng tôi, tôi đã biết chuyện này. Lúc ấy tôi liền bắt tay an bài nhân thủ chuẩn bị tới đây. Nào, chúng ta qua bên này nói. Hai người đi vào phòng quan sát bên cạnh. Lúc này trong phòng quan sát, ngoại trừ tăng hoành, còn có hai thanh niên mặc thường phục ngồi nhằm đại lôi kéo trần thư tây hướng còn lại hai người giới thiệu nói vị này chính là chúng ta phân cục mấy năm nay phá án suất cao nhất cảnh sát trần thư pháp chế đại đội lý sư phụ vẫn nói năng văn năng võ người kia chính là hắn đúng rồi tiểu triệu trước kia cậu từng ở trong chi đội đặc công của cục thành phố nơi đó có ghi chép bắn súng chính là do hắn giữ công an phá án ngoại trừ phá án bắt người theo ý nghĩa thông thường kỳ thật trình tự pháp chế hậu kỳ chế tác văn thư cũng là quan trọng nhất, tình tiết vụ án phức tạp thậm chí còn phải giao tiếp với viện kiểm sát, sự tình không thể ít hơn một phần so với phá án. Nghĩ đến vụ án bắt cóc số lượng khổng lồ này, tìm thư uyển mà hai người trước mắt này đều mặc thường phục, Trần Thư biết hẳn là cảnh sát nhân dân tổ trọng án. Hắn cười khoát tay, khiêm tốn nịnh nọc nói. Đều là những vụ án nhỏ gà gáy chó trộm, không thể so sánh với tổ trọng án của các anh. Đúng rồi, đây là ghi chép của người nhà con tin trong vụ bắt cóc. Chúng tôi không xử lý trọng án, ghi chép có thể sẽ tồn tại một số vấn đề." Chê cười. Thời điểm nhắc tới trọng án tổ, hai gã người trẻ tuổi hai hàng lông mày đồng thời nhẹ nhàng dương lên, lúc này cũng đối với không quen biết Trần Thư có một chút hảo cảm. Trần Thư nói xong đem ghi chép đưa cho Nhâm Đại. Nhâm Đại nhận lấy bản ghi chép, không xem nhiều, qua tay đưa cho hai người tổ trọng án, dặn dò: hai người qua phòng bên cạnh đi trước khi hỏi hãy đọc bản ghi chép này một lần đi đi tổ trọng án hai người gật gật đầu rời đi đứng ở một bên trần thư trong lòng tính toán hình đại người đã tới kế tiếp hẳn là không có chuyện của hắn hắn đang chuẩn bị cáo từ thị nhâm đại đột nhiên nói mới vừa rồi ta ở cửa phòng thẩm vấn nghe ý tứ của ngươi hình như chuẩn bị đến hiện trường xem thử trần thư gãi gãi da đầu có chút ngượng ngùng nhâm đại tôi vừa mới ở phòng hỏi sao nghe được là vụ án lớn tâm tình kích động cũng có chút không hiểu các cậu đã tới tôi đây khẳng định phải lui ra nhâm đại cúi đầu suy nghĩ một chút nói như vậy hiện trường vụ án vừa vặn là khu vực quản lý của anh anh khẳng định quen thuộc nơi đó hơn chúng tôi anh đến hiện trường xem có tình huống gì không đến lúc đó có phát hiện gì cũng có thể trực tiếp liên lạc với chúng tôi trần thư có chút kinh ngạc bất quá hắn có thể hay không đi hiện trường tiếp tục điều tra cũng không phải nhâm đại định đoạt. Hắn quay đầu nhìn về phía vị trí của giáo viên hướng dẫn Tăng Hoành. Tăng Hoành không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Lúc Trần Thư Lâm ra cửa lại bị nhâm đại giữ chặt, đối phương dặn dò. Vụ án này không nhỏ, chú ý một chút. Chương 3 Bộ đốc vụ án Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đồn công an Trung Sơn, phòng quan sát theo trọng án tổ cùng Trần Thư rời đi, nguyên bản chật ních cảnh sát phòng quan sát cũng chỉ còn lại có Tăng Hoành cùng Nhâm Đại. Tăng Hoành hất cầm, ý bảo Nhâm Đại ngồi xuống nói chuyện. Lão Nhâm, sao vậy, hình đại các người thiếu người như vậy? Nhâm Đại ngồi xuống, cười nói. Là một tên cảnh sát hình sự. Tăng Hoành biểu môi, vẻ mặt khinh thường. Được, người còn ở chỗ tôi, cô liền lôi kéo làm quen. Quý thủ dơ cao một chút đi coi như tôi nợ cậu một ân tình. Nhâm đại lòng bàn tay hướng lên trên, giơ cánh tay nhỏ của mình lên, làm bộ giơ cánh tay. Tặng Hoành cười khanh khách cự tuyệt. Nhân tình của ngươi không đáng giá. Hắn ngoài mặt cự tuyệt, kỳ thật trong lòng cũng rõ ràng. Trần Thư ở trong sở vài năm như vậy, tuy rằng chịu mệt nhọc, nhưng đã làm rất nhiều vụ án. Nhưng cảnh sát chưa từng làm điều tra hình sự, phá án lớn, rất khó được đề bạc nhanh chóng hơn nữa đến cấp bậc nhất định, không có kinh nghiệm điều tra hình sự, không có vụ án lớn bày ra, sẽ bị mọi người cho rằng tương đối nổi tiếng, đối với việc sau này tiến thêm một bước cũng là bất lợi. Tăng Hoành suy nghĩ một chút, bổ sung. Nếu bên kia không có chỗ, Trần Thư sẽ không đi. Vị trí, trong miệng Tăng Hoành thực ra chính là vị trí lãnh đạo. Hắn hy vọng Trần Thư có thể đề bạc cấp một sau đó đi hình đại lý chức. Nhâm đại là cán bộ cấp phó khoa của hình đại, thật ra là không có quyền lực và tư cách tiến hành tùy ý thăng chức và điều nhiệm cảnh sát. Nhưng là người đứng đầu đơn vị, nếu như hắn có tâm với chuyện này, sau này thuận nước nhân tình vẫn có thể ra một phen đại lực. Cho nên tặng hoành lấy vị trí, làm rõ, kỳ thật có một chút ý tứ thăm dò ở bên trong. Nhậm đại nhíu mày. Nhảy dù một trung tầng chưa từng làm vụ án lớn, đồng chí phía dưới nhất định sẽ có ý kiến. Tôi đề nghị là tới đại đội chúng ta làm trước một thời gian, làm chút thành tích, đến lúc đó hết thảy đều nước chảy thành sông. Vàng thật không sợ lửa luyện mà. Được rồi, lão nhậm, tôi đã bao nhiêu tuổi rồi mà chưa từng thấy bánh mì nào. Ông còn đặt bánh mì nướng của tôi. Tăng Hoành vừa nói xong, đột nhiên nghĩ tới cảnh nhâm đại sắp xếp Trần Thư đến hiện trường điều tra. Lão nhậm. Vừa rồi ông bảo Trần Thư đến hiện trường điều tra, chẳng lẽ ông muốn điều động hắn vào tổ chuyên án này, sau đó thuận thế đem vụ án này nhâm đại thần bí cười cười. Trong nụ cười của hắn có thưởng thức, càng nhiều là hài lòng. Mập mạp, thay thường phục trước đã. Sau khi ngồi lên xe phối trí cho tổ đã kích trị an. Santana hai nghìn màu đen, hai người trước tiên thay cảnh phục nhét vào dưới ghế xe. Vụ án không nhỏ. Thay xong thường phục Trần thương ngồi ở ghế lái phụ, có chút mơ hồ, trong đầu lúc sắp đi đương nhiệm đại dặn dò. Theo lý thuyết, vụ bắt cóc này có lớn hơn nữa cũng không nên để cho người đứng đầu hình đại đặc biệt chạy tới đồn công an. Đằng sau vụ án này, phỏng chừng không đơn giản, có lẽ trong vòng mấy giờ ngắn ngủi này hình đại đã sâu chuỗi vụ án. Chu siêu nhiên vẫn giống như thường ngày, thân thể mập mập ngồi vững vàng ghế lái, tay trái đỡ đĩa, tay phải cắt số, ba lần trừ hai, xe ngay tại trên quốc lộ chạy như bay, mục đích chỉ thẳng địa điểm trần thư tạm định vụ án. Thiên giai hoa viên đường Tân Hà có thể làm cho lão điều tra viên trải qua phong sương, một đường đấu tranh tới đây tự mình dặn dò, nói vậy vụ án này khẳng định không đơn giản. Nghi phạm rất hung ác, tội ác chồng chất. Tiền chuột lên tới 10 triệu. Tội phạm có thể gây ra nhiều vụ án, lẻn vào gây án. Nghi phạm là ai, mấy người, nam nữ cái gì cũng không biết, nhân chứng duy nhất ghi chép tố cáo còn đang chờ trong đồn công an. Quá nhiều tin tức cùng nghi vấn, trong khoảng thời gian ngắn nhau nhau tràn vào trần thư trong đầu bất kể thế nào trước hết phải xác định địa điểm và thời gian xảy ra vụ án bằng không ngay cả tìm hiểu điều tra cũng không thể nào xuống tay hắn cưỡng chế đè xuống từng dấu chấm hỏi lớn toát ra trong lòng khiến cho chính mình tập trung lực chú ý sau đó lấy ra giấy bút mình mang theo bên người bắt đầu tinh tế phân tích bản ghi chép báo án hiện trường trong tay cùng ghi chép hỏi thăm của triệu hổ kế hoạch triển khai bước điều tra tiếp theo ghi chép câu hỏi đầu tiên của Triệu Hổ, một phần. Đêm qua tôi ở bên ngoài cùng bạn bè ăn cơm uống rượu, vợ tôi Lưu Yến lúc 5 giờ kém 10 phần gọi điện thoại cho tôi, hỏi tôi có về nhà ăn cơm hay không. Tôi nói đang uống rượu với bạn bè, sẽ không về nhà ăn nữa. Sau đó cô ấy nói với tôi, lát nữa cô ấy cũng muốn ra ngoài đi dạo. Sau khi cúp điện thoại, tôi tiếp tục cùng bạn bè uống rượu. Từ khi tôi cúp điện thoại cho đến hơn 2 giờ đêm tôi về đến nhà, trong khoảng thời gian này tôi và lưu yến đều không liên lạc sau khi về đến nhà tôi còn lấy làm lạ đã trễ như vậy vì sao lưu yến còn chưa về nhà sau đó gọi điện thoại tới phát hiện là tắt máy liền cho rằng lưu yến có thể sợ tôi ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô ấy cho nên đi ngủ phòng khách tình huống này trước đây cũng từng xuất hiện có thể lúc ấy ta bởi vì uống quá nhiều rượu tìm thư uyển vẫn hỗn loạn đặc biệt muốn ngủ cho nên cũng không có miệt mài theo đuổi sau đó tôi trở lại phòng ngủ, nằm trên giường, lập tức ngủ thiếp đi. Cho đến khoảng 10 giờ sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi một cuộc gọi lạ. Lúc mới nhận điện thoại, tôi còn mơ hồ không rõ, lập tức không kịp phản ứng. Đối phương dùng một dãy số xa lạ gọi tới, nghe giọng nói hẳn là một người đàn ông, nói chuyện trầm thấp, sau đó tiếng phổ thông cũng không phải tiêu chuẩn đặc biệt, nhưng nói chuyện vô cùng rõ ràng có trật tự, cảm giác cũng vô cùng bình tĩnh phía trước bởi vì chính tôi còn đang ngủ, không tỉnh táo lại, phía sau tán gẫu nhiều, tôi có thể từ khẩu âm của người đàn ông này phán đoán đối phương hẳn không phải người địa phương chúng tôi. Trong điện thoại, sau khi anh ta xác định tôi là chồng của Lưu Yến, liền nói cho tôi biết, vợ tôi Lưu Yến bị bọn họ bắt cóc, bảo tôi trong vòng hai ngày chuẩn bị tiền tệ của 10 triệu tệ, dùng để chuộc lại Lưu Yến, hai ngày sau anh ta sẽ liên lạc với tôi. Sau đó bảo tôi đừng báo cảnh sát nói bọn họ là bọn bắt cóc chuyên nghiệp cuối cùng còn đặc biệt nhấn mạnh với tôi hai lần điểm này tôi tương đối ấn tượng đối phương nói xong liền cúp máy cũng không cho tôi cơ hội trả lời chờ tôi gọi lại bên đối phương đã nhắc nhở tắt máy bản ghi chép câu hỏi dừng lại trần thư cầm bút gõ gõ tư liệu trong tay trong lòng nghĩ đến cũng có thể sáng nay lúc ra cửa lưu yến đã bị trói bất kể như thế nào trước hết phải xác định địa điểm và thời gian xảy ra vụ án, nếu không phạm vi quá lớn, căn bản không có biện pháp tiến hành điều tra. Xe lập tức ngừng lại. Thư ca, chúng ta tới rồi. Trần Thư ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, chiếc kia yên tĩnh đổ ở ven đường, phản xạ ánh nắng màu trắng Lamborghini xe thể thao. Chương 4 Nữ giày cao gót Bạn đang nghe tại truyện chấm audio trần thư đem bản ghi nhớ vụ án mình vừa viết xong đưa cho chu siêu nhiên sau đó mở cửa xe đi xuống quay đầu dặn dò để các huynh đệ nghiêm túc một chút tranh thủ thời gian chữ viết trên bản ghi nhớ vụ án nước chảy mây trôi một đoạn vừa dứt tinh tế rõ ràng chỉ thấy mặt trên lần lượt viết một điều tra thông tin nhận dạng và tài liệu lý lịch của triệu hổ lưu yến đặc biệt là địa chỉ công ty và địa chỉ nhà hai điều tra số điện thoại di động của ba kẻ bắt cóc triệu hổ lưu yến xin giấy phép điều tra thông tin và lấy tài liệu đăng ký tại công ty thông tin hiểu rồi chu siêu nhiên tiếp nhận bản ghi nhớ đặt ở ghế lái phụ hắn biết tính cách của trần thư sau khi nhận lời lập tức lái xe sang một bên đỗ cách đó không xa ngồi ở trong xe bắt đầu lật xem bản ghi nhớ trong lòng mình lướt qua một lần sau đó liền lục tục liên hệ nhân viên an bài công tác sau khi xuống xe trần thư cũng không có nóng lòng bắt đầu hiện trường thăm dò Hắn nheo mắt lại, nhìn quanh bốn phía, cẩn thận đánh giá Thiên giai Hoa viên, cùng với hoa cỏ cây cối xung quanh, người xe cửa hàng đường, thậm chí là trên trời, hắn cũng không quên ngẩng đầu nhìn lên vài lần. Ngay cả một con chim, một đám mây cũng không có. Vườn hoa Thiên giai nằm ở phía bắc thành phố Đông Châu dọc theo con sông, địa chỉ chi tiết là 230 đường Hà Tân. Phía tây tiếp giáp với công viên ven sông cỡ lớn, phía đông cách cửa ga đường cao tốc chỉ có 2 km. Cách huyện Vĩnh Yên một con sông. Tiểu khu này được giao vào năm 2006, do thời gian xây dựng hơi lâu, dẫn đến chỗ đậu xe trong tiểu khu lác đác không có mấy, không thể đáp ứng nhu cầu đậu xe hàng ngày của chủ đầu tư. Nhưng bởi vì vị trí địa lý tuyệt vời, hơn nửa nội thành ven sông hơn 10 km, tiểu khu nhà ở quả thực không nhiều lắm, cho nên giá phòng vẫn cao không hạ. Lúc này Trần Thư đứng ở trên đường dành cho người đi bộ, nhìn cửa chính tiểu khu Thiên dài hoa viên đối diện không nhanh không chậm đi tới đi lui vài bước, nổi lên một chút tâm tình của mình, cảm giác mười phần tin tưởng. Bình tĩnh lại, hắn nhìn quanh bốn phía, ánh nắng nóng bức khiến cho đường xá không có một bóng người. Hắn thẳng đến con tin xe cộ, cho dù tại tràn đầy đậu đầy các loại BBA ven đường, Lamborghini vẫn như cũ cực kỳ nổi bật. Đứng ở bên cạnh xe, đánh một vòng, ngoài trừ đầu xe bên ngoài có dấu vết va chạm rất nhỏ, không có phát hiện cái gì dị thương đứng ở ven đường đôn đá ghế dài từ cao nhìn xuống không có gì dị thường nằm rạp trên mặt đất chịu đựng nóng rực chậm rãi quay đầu nhìn chung quanh bỗng nhiên một đôi giày cao gót màu đỏ xuất hiện trong tầm mắt của hắn mà đôi giày đang lẳng lặng ngã xuống dưới gầm một chiếc xe hơi màu trắng cách đó không xa nhãn hiệu là giờ khắc này hai tay chống đất trần thư cảm giác toàn bộ thế giới cũng chỉ còn lại có trước mắt cái kia một điểm hồng hắn càng quên mất vừa rồi nóng bỏng cùng khó chịu, thậm chí vì có thể mau chóng nhìn rõ logo của đế giày mà đem gò má của mình dán sát trên mặt đất mà không tự giác thương hiệu lv anh cẩn thận lấy điện thoại di động ra lấy giày nữ làm trung tâm chụp gần chụp xa chụp phương vị chụp toàn cảnh một lần về sau lấy ra bao tay trắng tùy thân mang theo đeo ở trên tay đem giày nữ chậm rãi từ đáy xe lấy ra nhìn giày nữ trong tay hắn lại khẩn trương dùng đầu ngón tay ma sát mặt ngoài để giày và để giày một chút Dày chính diện hướng đường cái dưới thắt lưng bụi bặm không nhiều lắm mà đệm giày hướng đường cái lại càng chỉ có một chút bụi bặm hắn vội vàng lấy ra một cái túi vật chứng trong suốt đem giày nữ bỏ vào giờ khắc này trần thư không chút khách khí nhất miệng cười phù hợp với thói quen ăn mặc của con tin lưu yến trong ảnh giày còn rất mới không giống như bị người ta bỏ rơi mà cực ít bụi bặm cho thấy, thời gian giày này ném trên mặt đất tuyệt đối không lâu. Cho nên, không hề nghi ngờ, giày này chính là của Lưu Yến. Trần Thư cầm giày nữ đứng dậy, đầu tiên là nâng tầm mắt lên, lại một lần nữa cẩn thận nhìn quanh bốn phía một chút, tìm kiếm thiết bị theo dõi, không ngoài sở liệu không có. Bất quá lúc này, hắn đã xác định hiện trường vụ án, thoáng cho mình thư giãn một hơi, nhưng suy nghĩ trong đầu vẫn không ngừng một khắc hiện trường vụ án cách Lamborghini khoảng 3 mét, xe dừng ở chỗ đầu xe không nhúc nhích. Chứng tỏ bọn bắt cóc khẳng định nằm vùng gần đó vài ngày, đồng thời nhận ra xe và người. Giải quyết vấn đề không gian, kế tiếp chính là vấn đề thời gian. Vậy thời gian xảy ra vụ án, rốt cuộc là khi nào? Mà lưu yến, rốt cuộc là lúc chuẩn bị lên xe rời nhà bị trói, hay là lúc xuống xe về nhà bị trói? Căn cứ vào lời trần thuật của Triệu Hổ, Vị trí đổ xe của Lamborghini tại hiện trường hẳn là nơi lưu yến đổ xe. Nhưng giống như chỗ đậu xe ven đường, nếu như xe đổ trước kia vừa lái đi, nhất định sẽ lập tức bị xe khác dừng lại, đặc biệt là loại phụ cận có khu dân cư cỡ lớn này, căn bản không có khả năng chờ người dừng xe trở về. Trừ phi lưu yến tạm thời quyết định đón xe đi, hoặc là lúc lái xe về nhà, vừa vặn lại là chỗ đậu xe này trống không đi ra. Cả hai khả năng này đều có, tuy rằng xác suất cực địa nhưng vẫn phải xác minh. Mà trước mắt chỗ còn lại thời gian không nhiều lắm, kế tiếp điều tra, chỉ có thể trước tiên dựa theo đại khái xuất phương hướng đi, trước từ khả năng lớn nhất địa phương bắt đầu điều tra. Trần Thư ước lượng trong tay dễ thấy màu đỏ nữ dậy cao gót, bước nhanh hướng dừng ở cách đó không xa Santana đi đến. Chương 5 Điều tra hiện trường Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Trần Thư bước nhanh đến Santana bên cạnh xe, Lập bọc gõ gõ ghế lái bên cạnh cửa sổ xe. Chu siêu nhiên đang ở trong xe gọi điện thoại, vội vàng cúp điện thoại di động, Hạ Thủy Tinh xuống hỏi. Làm sao vậy, thư ca? Chụp ảnh gửi cho Triêu Dương, bảo Triệu Hổ xác nhận xuống dây. Trần Thư đem túi vật chứng đựng giày nữ màu đỏ trong tay nhét vào trong cửa sổ xe. Đúng rồi, thuận tiện hỏi một chút Triêu Dương ghi chép làm thế nào, có manh mối mới hay không? Tuy rằng trong lòng đã hiểu rõ, việc này ứng 89 phần 10, nhưng tốt đẹp điều tra thói quen, vẫn là để Trần Thư không quên dặn dò Chu Siêu Nhiên lại đi phúc tra. Chu Siêu Nhiên gật gật đầu, hắn đã quen Trần Thư cẩn thận từng ly từng tí, mọi chuyện chú ý tính cách. Bạn tử, sau khi Triêu Dương chào hỏi, cậu phải qua bên quản lý chung cư điều chỉnh camera. Đặc biệt là camera thang máy và camera ra vào của con tin đều phải điều tra trọng điểm. Khách khí với người ta một chút, lý do điều tra tự mình bịa ra. Trần Thư dừng lại một chút, bổ sung. Tra được video liên quan của Lưu Yến, nhất định phải thông báo cho tôi trước. Nói xong, hắn lấy ra trong túi thuốc lá Trung Hoa, ảnh chụp Lưu Yến cùng thẻ cảnh sát của mình, cùng đưa cho bàn tử, dặn dò. Thuốc lá có thể phát nhiều một chút, không cần thay tôi tiết kiệm. Thư ca, em nghe lời anh. Chu siêu nhiên lấy được thuốc lá, cười hắc hắc vội vàng xuống xe đi đến cửa chính tiểu khu camera của tiểu khu có thể do mập mạp phối hợp trước hiện trường nơi này tốt nhất còn phải sàng lọc một lần phòng ngừa bỏ sót không buông tha một chi tiết một điểm đáng ngờ là nguyên tắc hắn phá án nhiều năm tới nay vẫn kiên trì cũng là kinh nghiệm nhiều năm gặp áp lực lắng động lại cảnh sát không phải là một nghề nghiệp bình thường có đôi khi một chút sai lầm nho nhỏ mang đến cho người bị hại có thể chính là tổn thương cả đời quay đầu lại trần thư trực tiếp đi đến quán biết tết triệu hổ thuận miệng nhắc tới trong phòng hỏi có đôi khi mọi người lơ Đảng thuận miệng một câu liền có thể là mấu chốt phá án bởi vì những gì xuất phát từ miệng thật ra cũng chính là nội tâm của bọn họ trong tiềm thức âm thầm để ý hoặc là nói đã từng lưu ý qua trần thư tại cửa quán biết tết trên bậc thang dạo qua một vòng không có phát hiện bất luận cái gì có thể dùng tin tức cửa tiệm phía trên theo dõi video phạm vi cũng vẻn vẹn chỉ là cửa quán bít tết một vòng. Đang là thời gian buổi chiều không ăn cơm, xuyên qua cửa kính, nhìn thấy trong tiệm ngoại trừ nhân viên phục vụ lễ tân, một mảnh vắng vẻ. Len Ken Xin chào, hoan nghênh quang lâm. Cửa tiệm đột nhiên tối sầm, sau đó phụ cận phát ra một trận giọng nữ, mang theo mùi điện tử rõ ràng. Trần Thư đẩy cửa ra, đi vào trong tiệm, trái phải nhìn chung quanh một vòng, trực tiếp đi về phía trước quầy lễ tân. Đầu bếp của chúng tôi vẫn chưa đi làm, nhân viên lễ tân rất trẻ, cũng rất nhiệt tình, hơi ấy nấy nói. Tiểu Huy, xin chào. Tôi là cảnh sát đồn công an Trung Sơn, có chút chuyện muốn hỏi cậu. Liếc nhìn ảnh chụp nhân viên công tác trên giấy phép kinh doanh an toàn thực phẩm treo trên vách tường trước mắt, Trần Thư lộ ra nụ cười chiêu bài của hắn, thoáng giảm bớt bầu không khí khẩn trương tại hiện trường, sau đó đưa qua giấy chứng nhận công tác đồn công an của mình. Tiện Đà Vương tay chỉ ra ngoài cửa nói: "Chiếc Lamborghini màu trắng trước cửa, anh có ấn tượng gì không?" "À, có ấn tượng, chiều hôm qua chủ xe dừng xe ở đó, sau đó đến quán chúng tôi ăn cơm tối." Tiểu Huy theo ngón tay Trần Thư nhìn ra ngoài cửa, chỉ liếc mắt một cái liền quay đầu lại. "Cậu nhìn cô ấy đổ xe ở đó sao?" Trần Thư nhìn thẳng vào mắt Tiểu Huy, truy vấn. "Đúng vậy, lúc ấy còn sớm, trong tiệm còn chưa có khách." trong tay tôi cũng không có việc gì đứng ở đây nhìn lung tung tiểu huy nghiêng người chỉ chỉ phía trước xác định nói cô ấy mặc đồ thể thao màu trắng ừ đúng rồi lúc cô ấy dừng xe tôi đã phát hiện ra tiếng xe của cô ấy rất đặc biệt trong tiệm không có khách quần áo trắng tiếng xả khí đặc biệt có ba chi tiết thuyết minh ừm tin tức này hẳn là chân thật cô gái này ăn xong bít tết liền đi sao cửa hàng phía sau đông người tôi không biết cô ấy về nhà lúc nào tiểu huy ấy nấy nói ngươi vừa mới nói về nhà ngươi vì cái gì cho là như vậy trần thư liên tiếp truy vấn một chút cũng không có dừng lại ý tứ ăn xong liền về nhà cô gái này ở chung cư gần đây trước kia cũng tới chỗ chúng tôi ăn vài lần đúng rồi lúc ấy nữ nhân kia mặc quần áo gì ngươi còn có ấn tượng sao hỏi đi hỏi lại chi tiết là một trong những nguyên tắc cơ bản của cảnh sát phá án. Nếu mọi người nói dối, rất dễ dàng để lộ dấu vết dưới nhiều lần hỏi. Từ là quần áo thể thao màu trắng, cảnh sát. Lúc trước tôi đã nói rồi mà. Tiểu Huy cau mày suy nghĩ một chút, có một chút nghi hoặc nhưng vẫn miêu tả chính xác. Trần Thư không tự giác lại bắt đầu lấy chứng cứ mình đã nắm giữ đi kiểm tra lại. Từ xem ra ăn xong thịt bò biết tết, Lưu Yến quả thật đã về nhà hẳn là đi thay quần áo và giày lamborghini vẫn luôn dừng ở bên ngoài sao đúng vậy đêm qua lúc tan tầm trong tiệm tôi còn cố ý kéo dài đến rất muộn mới đi chính là vì thừa dịp nửa đêm ít người có thể lén qua chụp ảnh tự sướng hai gò má tiểu huy ửng đỏ có chút thẹn thùng trần thư hướng tiểu huy gật gật đầu lộ ra vẻ mặt hiểu biết xe này quả thật không tệ vừa rồi tôi cũng đi qua sờ sờ xe cảm thụ một chút xe sang trọng tiểu huy nghe xong cảm kích cười cười với trần thư vậy gần đây có ai đặc biệt chú ý đến cô gái này hay chiếc xe này không ừm lúc cô gái này mới vào trong tiệm cũng không có ai phía sau tôi bận rộn công tác cũng không đặc biệt chú ý đến cô ấy tiểu huy gãi gãi da đầu hơi ngượng ngùng không có việc gì ta cũng chỉ tùy tiện hỏi một chút phía sau ngươi có nhớ tới cái gì liền gọi điện thoại này tìm thư uyển vê đúc vê đúc vê đúc giao su xuyên chấm com nói xong trần thư đưa qua thẻ liên lạc cảnh dân của mình được cảnh sát trần tiểu huy hai tay tiếp nhận danh thiếp có chút thụ sủng nhược kinh trần thư gật gật đầu sắc mặt bình tĩnh xoay người đi ra ngoài tiệm mở cửa tiệm ra tiếng len ken xin chào hoan nghênh quan lâm lại vang lên lần nữa len ken trong lúc tâm niệm điện chuyển Trần Thư giật mình một cái, trong đầu đột nhiên thoát ra một ý nghĩ khác. Có thể nhóm bắt cóc này là nhóm gây án từ nơi khác tới hay không? Trước khi đến thành phố Đông Châu, ở các tỉnh thành khác cũng từng phạm án, sớm đã khiến cho bộ công an chú ý. Cho nên lần này bọn họ bên này vừa nhận được vụ án, không đến 2 giờ, bộ công an bên kia trực tiếp liền phản ứng lại, nhanh chóng đem tin tức truyền đạt xuống. Đáng tiếc mình không phải hình đại, không nhận được mệnh lệnh, nói đi cũng phải nói lại ai sẽ để ý đến cảnh sát trị an của một đồn công an chứ. Trần Thư cười lắc đầu, một lần nữa bắt đầu xem kỹ trọng điểm mình bắt được. Từ bên cạnh đẩy ngược lại, đám bắt cóc này chính là người nơi khác. Lần này tới thành phố Đông Châu cũng là xuất phát từ thói quen chạy trốn. Bắt cóc thì phải giảm một chút, giảm một chút thì phải ăn cơm. Xuất phát từ việc cố gắng giảm thiểu tiếp xúc với nhân viên, giảm thiểu ám chỉ tâm lý bại lộ của bản thân cùng với thói quen làm việc của mọi người mấy tên bắt cóc từ nơi khác tới đại khái sẽ xác định địa điểm ăn cơm nhiều lần ở một chỗ nơi này bọn bắt cóc nhất định sẽ theo bản năng lựa chọn có thể quan sát được vị trí của phần lớn chỗ đậu xe ven đường trần thư đứng trên bậc thang trước cửa quán bít tết đắm chìm trong ánh mặt trời chiều ngã về tây nhìn mấy nhà hàng ăn uống hai bên đường cái không nhiều lắm nhanh chóng tập trung hai nhà hàng ăn uống hiềm nghi cao nhất lấy ra bản ghi nhớ vụ án nhất nhất ghi nhớ tên. Trần Thư tràn đầy tự tin. Đinh Linh Linh. Điện thoại di động vang lên. Thư ca, tin xấu. Chương 6. Bảo An Đại Thúc. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đinh Linh Linh. Chuông điện thoại di động vang lên, Trần Thư lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, là Chu Siêu Nhiên gọi điện thoại tới. Thư ca, tin xấu mấy ngày nay tiểu khu sửa chữa mạch điện, quản lý các điện hệ thống giám sát. Sau khi Chu Siêu Nhiên đi tới văn phòng quản lý chung cư Thiên Giai Hoa Viên tìm hiểu cặn kẽ tình huống, trước tiên gọi điện thoại tới. Tốt, ta biết. Trần Thư trầm mặt một chút, sau đó hơi chờ mong hỏi, Lý Triều Dương bên kia thế nào? Sau khi chúng ta đi không bao lâu, bọn hình đại đã mang triệu hổ đi. Ai? Trong điện thoại có thể cảm giác được Chu Siêu Nhiên ủ rũ nhà dột lại gặp mưa suốt đêm thuyền chậm lại gặp gió giật trần thư âm thầm xì một ngụm quay sang nói với chu siêu nhiên rồi lại có vẻ vững như thái sơn lạnh nhạt nói ban tử vấn đề không lớn tiếp theo cậu lập tức trở về sở đem chuyện tôi giao cho cậu theo dõi tranh thủ mười giờ tối đem kết quả cho tôi vâng thư ca chu siêu nhiên tựa hồ khôi phục một chút tinh thần vậy cứ như vậy đi nhớ giữ liên lạc bất cứ lúc nào có tiến triển thì gọi điện thoại cho tôi trần thư ở trong điện thoại vẫn biểu hiện khí định thần nhàn chậm rãi nói đô đô kỳ thật an bài chu siêu nhiên trở về sở cũng không phải trần thư cố ý chiếu cố hắn thật sự là toàn bộ sở từ trên xuống dưới cũng không có ai cảm thấy trần thư hoặc là trung sơn hẳn là gánh vác phần trách nhiệm cùng áp lực này bản thân đây chính là vụ án hình sự trọng đại không thuộc thẩm quyền trực tiếp của đồn công an thậm chí sau khi triệu hổ nhận đi, mọi người tự như không có chuyện này. Điểm này, Trần Thư trong lòng như gương sáng. Nhưng là tự như tiền văn nói như vậy, Trần Thư không phải người bình thường. Trước kia, đặc biệt là vụ án phát sinh trong khu vực quản lý của hắn, không quan tâm là đánh nhau ẩu đả, hay là giết người phóng hỏa, thậm chí là bạo lực gia đình, tranh chấp hàng xóm, hắn đều sẽ thay mình vào, cực nhanh. Có lẽ, hắn có một loại khác với thường nhân chính nghĩa cảm, hoặc là nói là chức nghiệp sứ mệnh cảm. Về điểm này, kỳ thật chính hắn cũng không thể nói ra. Cúc điện thoại, Trần Thư trong nháy mắt buồn bã. Tuy rằng trong điện thoại hắn hời hợt vạch trần sự thật camera mất điện, nhưng tình huống thực tế là trong lòng hắn hiện tại cũng hoảng hốt. Nếu đầu mối giám sát video này đã bị cắt đứt, vậy cũng chỉ có thể trở về hiện trường tìm xem, nhìn xem còn có đầu mối nào khác hay không. Trần Thư quay đầu nhìn về phía cách đó không xa thiên gia gia viên chỗ cửa lớn, sau đó lững thững mà đi. Chào sư phụ. Nhìn vẻ mặt cảnh giác, nhìn chầm chầm chính mình một đường đi tới bảo an đại thúc, Trần Thư mỉm cười lấy ra chính mình thẻ công tác. Tôi là Trung Sơn Đồn Công an Cảnh sát Nhân dân. Đây là của tôi thẻ công tác. Tự lai thuộc địa đưa qua một điếu thuốc, tại bảo vệ đại thúc trước mặt nhẹ rung hai cái, cười nói. Cho một điếu bảo vệ đại thúc sau khi xem qua thẻ công tác buông xuống cảnh giác giơ tay tiếp nhận thuốc lá một khuôn mặt già dạ nua cười nở hoa cảnh sát anh quá khách khí tìm tôi có chuyện gì sao thấy bảo vệ đại thúc nhận lấy thuốc lá trần thư lập tức từ trong túi cất ra bật lửa két một tiếng cho điểm lên nửa điểm không lộ qua loa sau đó trở tay vung lên cho mình cũng tới một cây hắn không vội vã hỏi chỉ là cùng chú bảo vệ hai người đứng ở cửa chính tiểu khu nhìn tiểu khung người đến người đi vào ra vào cùng nhau chậm rãi hút thuốc trước phun ra nuốt vào vài ngụm khói thuốc lượn lờ là một quần thể lớn nhất trong nước người nghiện thuốc lá lúc này hai người làm nhân sĩ trong giới đạt thành nhận thức chung với nhau coi như là tinh tinh tương tích cũng kéo gần một ít khoảng cách với nhau trần thư không có nhìn về phía bảo vệ đại thúc chỉ là thảnh thơi nhả ra một ngụm thuốc thuận miệng hỏi thuốc làm vài năm Người địa phương. Đúng vậy, làm hơn 2 năm, là người địa phương. Đã tiếp nhận trận Thư Bảo An Đại Thúc, chỉ chỉ xa xa góc đường khu phòng cũ, một bên ho khang lấy, một bên nói ra. Khụ khụ. Ở chỗ đó. Lớn tuổi ở nhà không chịu ngồi yên, liền cố ý tìm một công việc gần nhà, dết thời gian. Khụ khụ. Hắc, nhìn ngài kia, ánh mắt này của ngài, nhìn không già chút nào. Trần Thư lấy điện thoại di động ra, trái phải vạch vài cái trong màn hình Lý Triều Dương phát tới Lưu Yến sinh hoạt ảnh, hỏi, nhận thức người này sao? Ừ, người tìm Thư Uyển là hộ gia đình của chúng ta. Bảo vệ đại thúc liếc mắt nhìn điện thoại di động, thoáng suy tư một chút, hồi đáp. Tòa B, tên gọi là gì không biết, lái một chiếc Lamborghini thể thao màu trắng. Hắc hắc, thúc, rất thời thượng. Tên xe đều nhớ rõ ràng. Trần Thư Thuận miệng nói thổi phòng giá rẻ, trong lòng đã bắt đầu dốc hết sức vì đầu mối điều tra. Phù hợp với thông tin về con tin. Lúc nói chuyện, ánh mắt hướng vị trí hồ nước bên trái nhìn vài lần. Anh nhìn chầm chầm ngữ khí và động tác trả lời của chú bảo vệ, lặng lẽ ghi nhớ tất cả chi tiết. Ấy, tôi cũng là mù quán nghe người bên cạnh nói, làm không được thật. Bảo vệ đại thúc cười hiếp mắt. Cảm giác vì cảnh sát trước mắt này không giống với những người đội mũ trùm đầu thường ngày, rất thân thiết. Chàng trai, rất giỏi. Anh nâng điếu thuốc trong tay lên, nói nhiều hơn, thuốc lá không tệ. Nhìn bảo an đại thúc đã hoàn toàn buông xuống cảnh giác, trần thư đi thẳng vào chủ đề. Cô gái này xảy ra chút chuyện, hiện tại tìm không thấy người. Hôm qua đại khái mấy giờ cô ấy rời khỏi đây? Hắn dở trò lòng và hẹp hòi, an bài cho lưu yến một cái mũ. Sau đó bỏ qua hỏi đại thúc bảo vệ có thấy người này hay không hoặc người này đã tới nơi này hay không, mà là hạ thấp thanh âm, trực tiếp đặt câu hỏi. Nghe vậy, bảo vệ đại thúc hoảng sợ, ánh mắt mất tự nhiên hướng Trần Thư phóng công làm chứng túi tiền nhanh chóng liếc vài lần. Trần Thư im lặng không lên tiếng, chỉ đứng ở bên cạnh tiếp tục hút thuốc, lặng lặng nhìn chăm chú nhất cử nhất động của hắn, yên lặng gây áp lực. Đêm qua tôi trực ca. Chú bảo vệ phun ra tin tức mấu chốt. Trần Thư không kìm được kẹp chặt điếu thuốc lá trong miệng. Ổn định. Chương 7 Văn viên Tiểu Thiến Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đêm qua tôi trực ca. Một phen rối rắm bảo an đại thúc, cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng Trần Thư, phun ra toàn bộ tin tức. Tôi làm việc ở đây mấy năm rồi. Người trên lầu dưới này, không nói cũng biết, ít nhất cũng là quen mặt bình thường có nghiệp chủ vì muốn làm chút chuyện thuận tiện, liền bỏ ra vài công sức, đều trực tiếp dừng xe ở cửa chính tiểu khu. Dừng lại một chút, bảo vệ đại thúc liếc mắt một cái đang nghiêm túc nhìn xem chính mình Trần Thư, quay lại ánh mắt, tiếp tục cẩn thận nói. Cái này nữ nghiệp chủ, bởi vì mở ra Lamborghini ngừng qua vài lần cửa lớn, cho nên đối với nàng, ta ấn tượng vẫn là tương đối khắc sâu. Tối qua lúc hơn 6 giờ cô đã trở về một lần. Sau đó hơn 9 giờ, cô ấy lại từ nơi này đi ra cửa, tôi khá chắc chắn. Bảo an đại thúc lại nhảy nửa ngày, rốt cục cho Trần Thư một câu trả lời khẳng định. Tốt lắm. Cùng tiểu ca của quán bít tết bên kia cũng chống lại. Xuất phát từ chức nghiệp thói quen, Trần Thư lại thuận tay đào một cái hố nhỏ. Vậy sau đó nàng là mấy giờ trở về? Cho tới bây giờ vẫn chưa trở về. Có thể là phát hiện Lưu Yến đêm không về ngủ, chính đại thúc bảo vệ cũng não bổ một vở kịch như đinh đóng cột xác nhận lúc này hắn phi thường phối hợp công an điều tra công tác tiếp tục nhanh chóng nói ra hôm nay tôi vừa vặn giúp đồng nghiệp thay ca cho nên tôi nhớ rất rõ ràng từ tối hôm qua đi ra ngoài đến bây giờ cô ấy căn bản chưa từng về nhà bây giờ ngẫm lại ngày hôm qua lúc cô ấy đi còn cười cười với tôi chào hỏi một tiếng thật không nghĩ tới là loại người này bình thường cô ấy nghe đến đó Trần Thư trong lòng vui vẻ, vận khí không tệ, một trảo một cái chuẩn, cũng không cần tìm cái khác bảo an. Xem ra Lưu Yến chính là chuyện xảy ra sau 9 giờ tối hôm qua. Cảm ơn chú. Vậy cháu vào trong tiểu khu xem thử. Đúng rồi, văn phòng quản lý ở đâu? Anh không tiếp tục nghe chú bảo vệ bác quái nữa, chuẩn bị đến bên quản lý kiểm tra lại tình huống camera giám sát. Đi vào góc này, lên lầu 2 là được. Chú bảo vệ còn có chút lưu luyến không rời. Được, cảm ơn. Tạm biệt chú bảo vệ, Trần Thư Men theo cầu thang từ từ đi lên lầu 2, thuần thế đem thuốc lá trong tay ấn vào gạt tàn thuốc trên thùng rác. Không hút nhưng không hút. Nhớ tới lời nói không đầu không đuôi của Chu Siêu Nhiên, hắn không có lý do nở nụ cười. Phải xác nhận lại tình huống camera giám sát một chút. Vừa rồi nhìn kỹ một chút, cửa chính tiểu khu lắp đặt hẳn là hệ thống nhận dạng khuôn mặt vừa rồi nhìn nghiệp chủ ra ra vào vào là đang làm việc bình thường nếu như không có camera giám sát vậy có thể kiểm tra lại ghi chép ra vào hai ngày nay của lưu yến trần thư vừa đi vừa nhớ lại cảnh tượng vừa rồi yên lặng cân nhắc cộc 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 đi tới trước văn phòng đầu tiên bên tay phải anh không nhanh không chậm gõ cửa vào đi một giọng nữ non nớt giòn ngọt cắt đứt suy nghĩ của trần thư Trần Thư lập tức lộ ra chiêu bài mỉm cười của hắn, đi vào văn phòng quản lý. Mỉm cười và trầm mặt là hai vũ khí sắc bén, vừa có thể mở ra lòng cảnh giác của mọi người, lại có thể bóc vỏ mọi người như hành tây. Xin chào, tôi là cảnh sát nhân dân đồn công an Trung Sơn, đồng nghiệp phía trước của tôi đã tới. Nhìn nữ nhân viên văn phòng trẻ tuổi ngồi trước bàn làm việc, Trần Thư trước sau như một vẫn duy trì phong độ, chậm rãi giới thiệu bản thân. Xin chào cảnh sát còn có chuyện gì khác không? Chỉ thấy nữ văn viên này, tuổi chừng 20, lông mày dài vai yếu, dáng người yếu điệu, ánh mắt lưu chuyển như sao, mũi của nàng không giống nữ nhân bình thường khéo léo lung linh, mà là cao ngất tinh xảo, ngũ quan lập thể cảm giác rất là mê người. Mặc một thân trang phục nghề nghiệp sạch sẽ khéo léo, bằng phẳng lưu loát, tựa vào cổ tay áo trên bàn, cổ tay áo được chỉnh tề gấp lại. Nhìn ra được, nàng rất nhanh liền tiếp nhận Trần Thư, thấy hắn không nói gì, liền nhanh chóng bổ sung nói. Xin hỏi các ngươi còn có chỗ nào cần ta hỗ trợ sao? Trần Thư cười cười, đem tầm mắt lướt qua nữ nhân viên văn phòng trẻ tuổi sau lưng, nhìn thoáng qua trên tường dán nhân viên quản lý công tác ảnh chụp bản. Nữ nhân viên văn phòng trẻ tuổi cùng dưới lầu bảo vệ đại thúc ảnh chụp đang ở phía trên. Giữa các bức ảnh trải rộng bụi bặm, liếc mắt một cái đã thấy nó được đặt từ lâu. Trần Thư yên lòng, bất động thanh sắc đem tầm mắt kéo trở lại tuổi trẻ nữ văn viên trước mặt, nhìn nữ văn viên vẻ mặt nghi hoặc, cười nói. Hoàng Tư Thiến Vừa rồi không phải Được được, không thành vấn đề Vai Hoàng Tư Thiến hơi rung lên, cũng không hỏi cảnh sát một lần nữa đến thăm Nàng tự hồ có chút khẩn trương, hơi dừng lại, vẫn là khép lại bút ký, đứng dậy mang theo Trần Thư liền đi ra ngoài Đi tới phòng giám sát sát vách, nhìn từng dãy trước mắt, màn hình giám sát dày đặc phủ kín toàn bộ vách tường toàn bộ màn hình đen kịt trong lòng trần thư kỳ thật đã có đáp án bất quá hắn vẫn cố chấp nhờ tiểu thiến mở máy tính điều khiển trung tâm trong khống chế ra kết quả tự nhiên không có gì bọn họ đi ra khỏi phòng giám sát trở lại văn phòng quản lý ngại quá lại tới làm phiền ngươi trần thư lộ ra khuôn mặt xin lỗi nói không có việc gì không có việc gì tôi ở trong phòng làm việc kỳ thật cũng không có việc gì hoàng tư thiến hai má ửng đỏ vội vàng khoác tay áo là như vậy còn có một việc muốn phiền toái ngươi trần thư dừng một chút nhìn trước mắt vẻ mặt chăm chú nghe hắn nói chuyện tuổi trẻ văn viên trong lòng có một chút hảo cảm phiền cô điều tra hệ thống cổng chính của tiểu khu các cô tôi muốn kiểm tra ghi chép tiếng vào mấy ngày nay của người này tìm thư uyển đúng rồi các cô ra vào chỉ có một cái cổng này thôi đúng không anh đưa ảnh chụp và tin tức liên quan của lưu yến cho hoàng tư thiến trước kia có hai cửa trước cửa sau cho nghiệp chủ ra vào nhưng bây giờ dịch bệnh đến cũng chỉ để lại một cửa lớn ừ anh chờ một chút hoàng tư thiến tiếp nhận tài liệu sau khi nhìn kỹ vài lần mở máy tính trên bàn làm việc ra một đoạn thao tác liền điều tra ra một phần bản sau đó in ra ccc Máy in vừa mới phun ra giấy, cô cầm lấy, đưa cho Trần Thư, vẻ mặt vui sướng, giống như rất vui vì mình có thể giúp được vị cảnh sát trước mắt này. "Cảm ơn." Trần Thư tiếp nhận bản ghi chép, trực tiếp nhìn lên. "12 phòng 506 Lưu Yến ngày 26 tháng 7, 11 giờ 10, vào, ngày 26 tháng 7, 19 giờ 03, vào, ngày 27 tháng 7, 18 giờ 09, vào." có phải hay không xuất môn thời điểm không cần quét mặt, cho nên mặt trên này không có xuất môn ghi chép. Đúng vậy, lúc chúng ta ra cửa chỉ cần ấn nút bên cạnh, cửa sẽ tự động mở ra. Lúc ra cửa quả thật không cần quét mặt. Hoàng Tư Thiến suy nghĩ một chút, nghiêm túc trả lời. Kỷ lục hết hạn đến khoảng 18 giờ ngày 27 tháng 7, sau đó thì không còn, xem ra lưu yến từ 9 giờ tối hôm qua sau khi ra ngoài, quả thật đã không trở về nữa sau đó cậu có nhớ ra cái gì thì gọi điện thoại này. Trước khi rời đi, hắn chưa kết hôn mà còn độc thân, cố gắng trấn định đưa thẻ liên lạc cảnh dân của mình, mỉm cười nói. Nếu gặp phải chuyện gì khác cũng có thể liên lạc với tôi. Một nhà cảnh dân sao? Sắc mặt hoàng tư thiến ửng đỏ cúi đầu, nắm chặt góc áo. Chương 8 Lamborghini Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tạm biệt hoàng tư thiến trần thư rời khỏi vườn hoa thiên giai thần sắc lo âu đi thẳng đến chỗ đậu xe của lamborghini trên đường ven sông tổng hợp lại manh mối thu thập được trước mắt lamborghini dừng ở địa điểm xảy ra vụ án hẳn là cơ hội cuối cùng nếu như không có phát hiện vậy cũng chỉ có thể chờ ở bên cạnh triệu hổ chờ điện thoại của bọn bắt cóc quá bị động cho dù nội tâm lại như lửa đốt thế nhưng theo khoảng cách lamborghini càng tiếp cận bước chân của trần thư ngược lại càng ngày càng chậm càng ngày càng thả lỏng, thần thái cũng chậm rãi trở nên dương dương tự đắc. Hắn chắp tay sau lưng thông thả bước đi, nhàn nhã nhìn chung quanh, giống như là một người bình thường ở gần đó, sau bữa cơm chiều đi ra nhàn nhã tản bộ. Hắn chậm rãi đi về phía xe Lamborghini cách đó không xa, chợt lộ vẻ kinh hỉ, nửa không người, về một cái liền nhào tới trước đầu xe. Từ tình hình thực tế mà xem, tuyệt đại bộ phận phần tử phạm tội sau khi phạm án Ý đồ trở lại hiện trường vụ án lần nữa là cực kỳ hiếm thấy. Phân tích từ góc độ tâm lý tội phạm, trừ khi phần tử phạm tội có sở thích tâm lý đặc biệt hoặc vì mục đích bắt buộc, chẳng hạn như dọn dẹp dấu vết bằng chứng vật chất còn sót lại ở hiện trường vụ án. Nói chung, sau khi phạm tội, bọn tội phạm đều cố gắng tránh xa hiện trường phạm tội, bởi vì trong tiềm thức của bọn họ sẽ khiến bọn họ tự giác giảm độ phơi bày, đặc biệt là ở những nơi có khả năng đối mặt với cảnh sát. Cho nên, có đôi khi khi chúng ta xem phim truyền hình, sẽ phát hiện có một số phần tử phạm tội sau khi vừa phạm án, lúc trốn ở một nơi nào đó, nếu như nghe được tiếng còi cảnh sát, hoặc là trong tầm mắt xuất hiện bóng dáng cảnh sát, cho dù biết rõ là cảnh sát không liên quan, nhưng phản ứng đầu tiên của bọn họ nhất định đều là khẩn trương bất an, sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường, tránh đi tầm mắt của cảnh sát. Trở lại hiện trường, dừng ở trần thư trước mắt người bị hại xe, chính là Lamborghini Huracan nhân xưng tiểu ngưu, biển số xe số. Đông C 588 DM, giá thị trường hơn 300 vạn, chân chính trên ý nghĩa xe sang trọng. Chỗ lá đầu xe bên trái có dấu vết va chạm, vị trí còn lại không có dấu vết trầy xước hoặc va chạm, lốp xe bình thường, không có đất hoặc các vật dính khác, cửa sổ xe đóng lại bình thường, bên trong xe không có bất cứ vật gì. Xét về tình hình bên ngoài, tất cả đều bình thường. Trần Thư ngồi sổng người xuống, Đưa tay dùng sức lau vị trí bị va chạm của lá cây, xoay ngón tay nhìn, phát hiện phía trên có một ít sơn xe màu đen. Hắn tiếp tục lấy tay đem chỗ này va chạm vị trí chung quanh một vòng cẩn thận sờ soạn một lần, xoay qua bàn tay vừa nhìn, hiện lên màu đen bột phấn hình xe sơn khắp nơi đều là. Không nghi ngờ gì nữa là vết thương mới. Từng, hẳn là trong hai ngày này, xe mức độ không nghiêm trọng lắm. Phóng chừng là dưới tình huống tốc độ thấp hai xe va chạm, Màu sắc xe đối phương là màu đen. Căn cứ vào độ cao của dấu vết, bởi vì vị trí tấm lá của Lamborghini thấp hơn một chút so với ô tô bình thường, mà lúc này sơn của đối phương xuất hiện trên tấm lá, chỉ có thể nói rõ độ cao của xe đối phương cũng không cao, hơn nữa vị trí xung kích của đối phương không thể nào là thanh chắn bảo hiểm. Vì vậy, trước tiên loại trừ SUV, xe tải và các loại xe khác. Tạm thời giả định sự cố va chạm này là do bọn bắt cóc gây ra như vậy xe thể thao, xe máy cũng không thỏa mãn nhu cầu gây án. Vì vậy, chiếc xe màu đen va chạm này là một chiếc xe đan. Trần Thư lạnh nhạt cười, tạm định xe gây án. Kiểm tra đầu xe xong, anh tiếp tục nửa không người, cúi đầu từ đầu xe hướng đuôi xe bắt đầu thông thả thông thả đi lại. Anh đem năm ngón tay trái theo đường thắt lưng hình giọt nước của thân xe trượt một đường đến tay nắm bằng phẳng khảm bên trong của chiếc xe, ngón trỏ nhẹ nhàng ấn nút nhỏ trên tay nắm, sau đó thuận thế nắm chặt tay nắm bắn ra, hơi hơi vặn lại. Xoát xoát. Trần Thư rõ ràng nhận ra từ tay trái truyền đến một trận rung động máy móc. Cửa xe không khóa. Hắn phút chốc đứng thẳng người lên, bất động thanh sắc nhìn quanh bốn phía, sau khi nhiều lần xác nhận chung quanh không có ai, nhanh như chớp mở cửa xe, lẻn vào buồng lái xe. Trong mấy hơi thở, hắn đã kết thúc lục soát bên trong xe, thân hình mèo nhẹ nhàng bước ra, dựa lưng vào thân xe, vững vàng đóng cửa xe lại. Sau đó hơi bất tri bất giác thở dài một hơi, cúi thấp mí mắt, tiếp tục dọc theo đường cái chậm rãi đi về phía trước. Bên trong xe bình thường, không có máy ghi chép lái xe, không có vật dụng cá nhân của Lưu Yến, không có dấu vết đánh đập lộn xộn, không có bất kỳ vật phẩm khả nghi nào, không có bất kỳ chỗ khả nghi nào, tất cả thoạt nhìn đều rất bình thường. Chiếc xe này có lẽ không có liên hệ trực tiếp với vụ án bắt cóc, nhưng vết đâm kia quả thật quá mới cùng thời gian vụ án bắt cóc cũng vừa vặn đến gần, quay đầu lại để cho các anh em cảnh sát giao thông khu vực quản lý hỗ trợ điều tra một chút ghi chép báo án tai nạn giao thông cùng quỹ đạo lái xe máy ngày gần đây của chiếc xe này, có lẽ có thể phát hiện chút gì đó. Trần Thư tiếp tục từng bước từng bước, thư giãn tự nhiên tản bộ, trong lòng vẫn rất để ý dấu vết va chạm mới tinh trên đầu xe Lamborghini. Tìm thư uyển www sinh com đột nhiên. Bước chân vốn thông thả thả lỏng của hắn dừng lại một cái, chân trái trì trệ trên không trung, qua vài giây sau, lại nặng nề dẫm xuống. Tâm niệm điện chuyển trong lúc đó, Trần Thư phát hiện bên trong xe dị thương. Chờ chút. Ghế có vấn đề. Chính mình hơn một mét tám thân cao hình thể, vừa rồi ngồi ở ghế lái bên trong tuyệt không có cảm giác nhỏ hẹp, chật chội. Mà dáng người lưu yến thấp bé, nếu như nói xe cuối cùng là lưu yến lái như vậy mình căn bản không có khả năng thuận lợi ngồi vào xe như thế hơn nữa khi kiểm tra tình huống bên trong xe xoay người trước sau cũng không bị không gian đè nén dáng người triệu hổ tương tự như mình nếu như là do hắn điều chỉnh ghế ngồi vừa rồi mình ngồi vào mới có thể không hề có cảm giác khó chịu triệu hổ nói dối lamborghini cuối cùng cũng được anh ta lái nhớ tới ánh mắt do dự của triệu hổ lúc ấy trong phòng hỏi thăm cùng trần thuật trước sau không điều chỉnh Trần Thư tiến thêm một bước khẳng định suy nghĩ của mình, nhưng đối với lo diệt hành vi của Triệu Hổ, vẫn tồn tại một chút nghi vấn. Tại sao hắn lại nói dối cảnh sát? Chẳng lẽ hắn cùng bọn bắt cóc là một nhóm? Không thể nào, lo diệt hoàn toàn không thông. Nếu như Triệu Hổ là vì tiền, hoàn toàn có thể lựa chọn không báo cảnh sát, trực tiếp cho bọn bắt cóc tiền mặt chục người, sau đó lại tiến hành phân phối lợi ích. Nếu không phải vì tiền, vậy hắn là vì cái gì? mạng. Giết người đền mạng, xúi dục tội thêm một bậc. Triệu hổ không thể không biết. Cho dù thật sự muốn giết người, càng không cần phải mượn người khác, vô duyên vô cớ lưu lại nhược điểm cho người ta. Hơn nữa bọn bắt cóc đã xác định là băng nhóm gây án lẻn ra bên ngoài, hai người hoàn toàn không có một chút khả năng cùng xuất hiện. Vậy tại sao? Tại sao triệu hổ lại lái xe thể thao Lamborghini sau đó? Và giấu chi tiết nhỏ này với cảnh sát chương 9 Mô phỏng hiện trường Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Trần Thư tự hỏi đi tới xa xa, một cái đứng lại, nhắm hai mắt lại, bắt đầu tổng hợp chính mình lấy được toàn bộ tin tức. Hắn bình tĩnh lại, đem chính mình đặt ở án kiện hiện trường góc nhìn thứ ba, tiến hành đổi vị trí thôi diễn. Lặp đi lặp lại, cân nhắc hết lần này đến lần khác, hội tụ các loại thông tin và manh mối, não của anh giống như CPU chạy với tốc độ cao, chạy quá tải. Khi tất cả các loại thông tin được ghép lại với nhau, vụ án ngày càng rõ ràng. Hắn giống như trở lại hiện trường vụ án đêm đó. Tối ngày 27 tháng 7, khoảng 21 giờ, một cô gái mặc trang phục thời thượng, chân đi giày cao gót màu đỏ hiệu LV, từ tiểu khu nhà mình đi đến ven đường cách đó không xa. Mục đích của cô rất rõ ràng, chính là vị trí đổ xe buổi chiều. Đi chưa được mấy bước, cô đã thấy được hình dáng rõ ràng của chiếc xe thể thao màu trắng nhà mình. Sau đó, chỉ thấy cô bước nhanh về phía xe, lúc cách xe 3-4 mét, cô lấy chìa khóa xe trong túi sách ra, ấn nút mở khóa. Tích. Một tiếng, đèn xe nhấp nháy vài cái. Mà tiếng cửa xe tự động mở khóa nặng nề cũng vào lúc này trên con đường yên tĩnh không người này, rõ ràng có thể nghe thấy. Cô bước nhanh hơn, ba bước thành hai bước, mở cửa xe, lên xe khởi động xe, rẽ trái. Đông. Ngay khi cô lái xe sang trái, đột nhiên một chiếc xe màu đen có rèm che từ bên cạnh nhảy ra, lập tức đụng vào lá cây bên trái đầu xe Lamborghini. Hai xe dừng ở ven đường. Chỉ thấy hai người đàn ông bước xuống chiếc xe màu đen, đứng ở ven đường bắt đầu thương lượng xử lý tai nạn giao thông này với người phụ nữ đồng thời bước xuống từ chiếc Lamborghini. Hai gã nam tử vừa nói chuyện với nữ tử, bình thường quan sát bốn phía, Đúng lúc này, dị biến nổi lên, chỉ thấy một người trong hai gã nam tử một tay gắt gao siết chặt cổ của nàng, tay kia phản thế bắt, kéo chặt cổ tay của nàng. Một người khác trực tiếp chặn ngang ông lấy nữ tử này. Trong nháy mắt, hai người hợp lực nhét vào chiếc xe màu đen bên cạnh, nghênh ngang rời đi. Trong lúc hỗn loạn, cô xuất phát từ bản năng dãy dụa, giày cao gót chân trái bị hung hăng ném ra, lẽ loi lăn xuống đáy xe cách đó không xa. Lúc này, đứng ở xa xa, Triệu hổ vừa cùng bằng hữu uống rượu xong trở về, thấy được hết thảy. Khoảng cách hơi xa, anh ta có thể không nhìn rõ mọi người, nhưng anh ta nhận ra chiếc Lamborghini Roadster màu trắng nổi bật. Không biết hắn đứng bao lâu, suy nghĩ cái gì. Nhưng cuối cùng hắn vẫn đi tới, ngồi vào trong xe, điều chỉnh vị trí ghế ngồi một chút, đem đầu xe thể thao Lamborghini rụt trở về, lại một lần nữa dừng ở chỗ đầu xe. Có lẽ là do căng thẳng, lúc trời đi, không khóa cửa lúc đi xa anh lại quay đầu nhìn thoáng qua bảng hiệu của quán bít tết kia có thể thấy rõ ràng trần thư mở to hai mắt trong ánh mắt lộ ra mỏi mệt nhưng là vẻ mặt phấn chấn cùng vui sướng loại trừ hết thảy không có khả năng còn lại cái kia mặc kệ cỡ nào khó tin đó đều là sự thật chỉ cần triệu hổ và bọn bắt cóc không cùng một phe như vậy suy nghĩ và hành vi của hắn có thể đặt sang một bên hắn đại khái thấy được số xe và biển số liên quan đến vụ án khoảng 9 giờ tối, dám trói người bên đường chính trong nội thành, hơn nữa địa điểm gây án cách bảo vệ trực ban trước cửa tiểu khu cũng không quá xa, dựa theo tính cảnh giác của vị đại thúc bảo vệ kia, nếu hơi có động tĩnh, nhất định sẽ phát hiện khác thường, hoặc nghe được tiếng vang. Ngay bên cạnh xe, còn có mấy nhà hàng đang kinh doanh, người vào người ra, không hề có quy luật gì đáng nói. Cho nên bọn bắt cóc phải trang bị một chiếc xe hơi, cùng với nhiều người hiệp đồng gây án. Hoàn cảnh như thế, nếu muốn đem một nữ tử trưởng thành dưới tình huống không khiến cho xung quanh chú ý phong âm cũng chế trụ toàn thân sau đó nhét vào trong xe lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi hiện trường như vậy băng nhóm tội phạm này cần ít nhất ba người hai người khống chế nữ tử một người khác làm tài xế nếu như nói hiện trường gây án ở góc chết phạm vi theo dõi video không phải cơ duyên xảo hợp như vậy có thể phán đoán bọn bắt cóc là có lựa chọn quyết định hiện trường gây án vị trí đổ xe không xác định, có thể đẩy ngược bọn bắt cóc nhất định ngồi chồm hổm ở phụ cận mấy ngày, thậm chí hơn 10 ngày cũng có thể, chờ đợi thời cơ gây án thích hợp. Bởi vì chỗ đậu xe của tiểu khu rất thưa thớt, hai vợ chồng triệu hổ thường xuyên đổ xe Lamborghini ở ven đường trước cửa tiểu khu. Là con đường chính trong nội thành, vị trí đổ xe này không hề nghi ngờ phi thường nổi bật, thế cho nên cực kỳ dễ dàng khiến cho bọn bắt cóc chú ý. Hơn nữa mục đích của bọn bắt cóc rất rõ ràng, dưới tình huống Lamborghini đã mở khóa, muốn người không trần xe, cho nên cơ bản xác định không phải người quen gây án tranh chấp kinh tế. Căn cứ vào ghi chép của Triệu Hổ, hai vợ chồng làm nghề dịch vụ, bản thân cũng chưa từng đắc tội với bất kỳ thân thích nào, như vậy cũng loại trừ khả năng trả thù trả thù. Bọn bắt cóc nhất định là người từ nơi khác tới, hơn nữa biển số xe sử dụng đại khái sẽ là biển số xe từ nơi khác. Trần Thương ngẩng đầu, nhìn nhìn hai bên đường cuối cùng Tuy rằng địa điểm xảy ra vụ án không có camera theo dõi, nhưng đã xác định thời gian và địa điểm xảy ra vụ án. Trên con đường chính thẳng tắp này, tóm lại là có camera theo dõi có thể quay được. Tìm thư uyển www sinh com các người không thoát được đâu. Lấy ra bản ghi nhớ vụ án, tính toán một chút tốc độ đi bộ cùng thời gian cần thiết, cùng với sau khi gây án, thời gian và phương hướng lái xe của phần tử phạm tội, hắn từng nét từng nét ghi nhớ như thế từ 21 giờ 10 phút đến 21 giờ 40 phút ngày 27 tháng 7 năm 2020 lấy khoảng thời gian này làm chuẩn lấy cửa tiểu khu vườn hoa thiên giai đường hà tân làm điểm trung tâm lấy biển số xe chạy từ tây sang đông đặc biệt sàng lọc trong khoảng thời gian này lấy điểm trung tâm làm chuẩn phía tây không có xe tiến vào giám sát mà chỉ xuất hiện xe ở phía đông sau khi trói người nếu tài xế ngã đầu thì sao hắn suy nghĩ một chút lại chậm rãi ghi nhớ trên bản ghi nhớ ngược lại cũng thế. Xin đặc biệt chú ý đến giấy phép bên ngoài. Giấy phép bên ngoài. Hướng đi. Thoát khỏi hướng. Trần Thư tạm thời nảy lòng tham mở điện thoại di động cao đức hướng dẫn, tìm kiếm trạm ra vào đường cao tốc gần đó. Có chút ý tứ. Cách địa điểm xảy ra vụ án 2 km, cũng chính là cách vườn hoa thiên dài 2 km về phía đông, chính là đường cao tốc phía bắc thành phố Đông Châu bọn bắt cóc bắt cóc người sau đó mang về quê nhà, hoặc là chân trời góc biển. Trần Thư lắc đầu, tản đi ý nghĩ kỳ lạ của mình, tiếp tục từng bước tiến hành ghi chép điều tra hiện trường. Đinh linh linh. Tiếng chuông di động vang lên. Trần Thư đứng ở ven đường nhận điện thoại, đối diện trầm mặt không nói gì. Song Phương ăn ý đồng thời trầm mặt. Một lát sau, Trần Thư không thể tránh được nói. Nói đi, lại có tin tức xấu gì? không có, không có tìm được một chút tin tức. Chu Siêu Nhiên trong lời nói đã không có chút tức giận, phản phất nói ra mấy chữ này dùng ra toàn bộ khí lực của hắn. Thư ca, nhóm người này là chuyên nghiệp